Sao bà lại vội vã về Bắc Kinh như thế? Bây giờ tối qua, hôm nay quay tư liệu và tối nay là bay về Bắc Kinh ngay. Một số hình ảnh của bà tại buổi quay tư liệu. Evisu ra sản phẩm xe mới, màu chủ đạo của chiếc xe là xanh nở vàng. Và hôm nay bà lái chiếc xe này để quay tư liệu và có cả phỏng vấn nữa nè. Sau đây là một số hình ảnh của bà.